Chào mừng các bạn đến với chuyện tâm linh có thật 100% của Hiền nha các bạn nha. Thì đây là có thể là tập đầu tiên Hiền gửi cho các bạn. Hiền sẽ chia sẻ cho anh chị em mình những cái câu chuyện ngắn, nói chung là ngắn thôi chứ không phải là gọi là một sự tích gì nó dài dòng qua lá hẹ, không có. Là những cái sự việc mà Hiền và gia đình cũng như là tất cả những thành viên trong gia đình đã trải qua. Mỗi câu chuyện nó đều khác nhau nha các bạn nha, mà Hiền sẽ kể cho từng cái câu chuyện ngắn ngắn để Hiền gửi đến cho anh chị mình về vợ chồng Hiền. Từ xưa tới giờ sống hai mươi mấy ba mươi năm trên đời này, Hiền nói thiệt các bạn, Hiền tin tâm linh nhưng mà Hiền chưa bao giờ có những cái giác quan, những cái cảm nhận mà nó ghê gớm tới như vậy các bạn ơi, ghê lắm. Những cái phải nói là hiện tượng mà không tin không được nha, không tin không được. Là hôm bữa Hiền đang ở một cái xưởng của Hiền làm bên, Hiền mở một cái xưởng bên Bình Chánh, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh một cái nha. Cái xưởng đầu tiên Hiền làm luôn. Đó, rồi sau này Hiền tuyển công nhân vô rất là đông, đông lắm các bạn, nên không còn có chỗ ngồi nữa. Hiền mới định thì xích lại nhà Hiền khoảng chừng 3 căn. Đây, nhà của Hiền là cái xưởng khoảng chừng 3 căn, còn này kia 3 hay 4 căn gì đó. Là ngay cái ngã ba luôn, có một căn nhà. Tới nỗi bây giờ Hiền đặt cái căn nhà đó gọi là ứng syllable luôn các bạn. Đặt cái kiểu dẫn chơi mà sợ sợ á. Nó kêu hay là mỗi lần mà hai vợ chồng Hiền nhắc lại đều nói là cái nhà ứng syllable vậy đó. Mọi người ơi, thì lúc đó Hiền về mẹ rồi, hay là Hiền về Bình Thuận rồi. Ở trên ở đây Sài Gòn, thì honey của Hiền mới điện, chồng Hiền mới điện cho Hiền là muốn thêm ở căn nhà vậy đó, nó rộng để cho công nhân phát triển và phát triển thêm xưởng, mở thêm xưởng nữa. Để cho rộng rãi, cho thoải mái, để chốt hàng, chốt hóa, đồ làm cũng tiện lợi. Có quay lại cho Hiền coi, một mình ông xã Hiền đứng quay lại cho Hiền nhìn qua video call. Tại Hiền đang với Bình Thuận mẹ Hiền mà. Hiền nhìn qua chỗ nhà cũng đã quá trời đã luôn. Hiền nhớ qua lúc đó thời điểm đó cho thuê 4 triệu. Đã quá trời đã luôn. Rồi cái Hiền mới đi về. Mới về khoảng chừng tầng 2 tầng không để ý tới. Hiền về Sài Gòn á, tầng 2 tầng cũng không nhắc tới. Tại vì thật sự nói lúc đó đó là Hiền cũng không có để ý tới căn nhà đó đâu. Là nghĩ là còn sắp xếp cho công nhân làm được, tại vì lô bu chút đơn quá. Rồi cái khoảng chừng 2 tuần sau nha, 2 tuần sau thôi, tự nhiên Hiền đi ngang qua căn nhà đó, Hiền lạnh lắm. Giống như có cảm giác nó lùng gió lạnh lắm. Các bạn biết sao không? Là điện, xin lỗi đang nói chuyện mà khách nhắn liên tục. Hiền xin đến với lại những chuyện ngày hôm nay kể là thật hết nha các bạn, thật 100% hết. Cái nhà đó vậy nè, đằng giống như hình chữ L đó mọi người, giống như hình chữ L vậy đó, bắt chéo vậy nè. Đằng trước là nhà người ta, còn nhà của cái người này đằng sau cái nhà người khác. Mà cái bên đây có con hẻm đi vô chữ L, những cái bọc cua qua. Đó, cái nhà nó vậy đó. Thì Hiền mới nói trời trời, nhà đã thì có rộng. Rộng thì rộng thiệt đó các bạn. Tại vì nó cái cua dài vô, chưa chặt chữ L đã cua dài này, để xe được nhân viên rất là đông. Thì nói nhà này thuê được. Đó, mà vô trong nha, nhà lạ lắm các bạn ơi. Thứ nhất là nằm sau nhà người ta, không nói đi là làm ăn không biết có được không mà nằm sau nhà người ta. Mà lạ một chỗ là như vậy nè các bạn. Vừa vô là cái cửa kiến. Đi thẳng vô đây, đi thẳng cái đường dài vô. Hay là cái chặt cua là chữ L chứ gì các bạn. Nhưng mà không phải là cửa bình thường, mà là cửa kiến. Thì nó trời ơi, làm cái này mà cửa kiến luôn sướng ta. Tại vì làm mấy cái bông hoa Hiền bên chuyên vào hoa cưới rồi đó, làm mấy cái này có cửa kiến nữa là khỏi cần phải gắn cửa kiến để trang trí, lấy cửa kiến đó mà tận dụng luôn, thích rồi. Nhưng mà cứ về sau mới suy đi nghĩ lại, về sau thì mới ngồi nghĩ trong đầu lại, chứ lúc đó chưa đâu nha, lúc đó chưa có đâu. Thì đi vô coi nhà cửa kiến là cái đầu tiên, cái thứ nhất cũng thấy lạ lạ. Rồi đi lên là các bạn ơi, phòng á mọi người, phòng là theo kiểu mà cái cửa của các phòng mạch đó các bạn ơi, cửa mà cái cửa mà mấy tiệm thuốc tây đồ hay để á. Đó là từng phòng ở nhà đó, cũng tổng ở dưới là một hai phòng, ở trên hai phòng mà làm bằng cái cửa lùa đó các bạn, cái cửa của phòng mạch đó. Rồi cái mình cũng không có để ý gì, chỉ thích là chỗ không gian thoáng quá nhà mà cứ suy nghĩ sao mà để ông địa ta, tại nhà này nó chặt cô trên lợ, ông địa đâu có nhìn thẳng ra ngoài được, ông địa có nhìn ngang vậy không mà không biết làm ăn, ông địa có giận không, có nghĩ ông địa thằng tài có giận không. Rồi cái đi lên lầu mà cảm giác lạnh lắm nha. Lúc honey của Hiền đi coi một mình để quay video call cho Hiền á, thì sau này honey còn chồng Hiền còn nói mà công nhận bữa đó gan, tại sao dám cầm điện thoại quay đi mình không biết, cũng nhận gan thiệt. Tới lúc Hiền vô lạnh lắm,
lạnh hết lạnh, Hiền dắt con Hiền vô. Thì con nói mẹ ơi về đi mẹ. Con Hiền nói mẹ ơi mẹ về đi mẹ, con sợ mẹ, con về mẹ. Thì Hiền lại tưởng cái nhà đó đó, nó trống, chưa có ai ở, nó trống, nó lạnh lẽo. Thì đồ đạc vô thì nó khác, cứ nghĩ là nít vậy thôi. Nhưng mà giờ sau này mới ngồi mới nghiệm lại, à thì ra nó cái lên lầu. Lên lầu được cái các bạn, đi lên lầu nha, thì nó thoáng lắm, đi lên lầu cái lầu nó nhẹ nhàng, nó thoáng mát lắm, tại vì có hai mặt lận. Tự nhiên đi xuống nhà sau, nhất là dưới cái phòng ở dưới và cái bếp, là cái phòng bên hông, người nó cứ gườm 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 gườm, dạng mà gợn gợn á mọi người. Giờ cũng ở cũng định thuê á, tại vì những cái cảm giác một khi cái căn nhà đó mình cảm thấy là thích hợp cho cái công việc của mình rồi, vừa phát triển được mà vừa rộng rãi, công nhân để xe cũng thoải mái, thì mình không có nghĩ gì nhiều hết các bạn, cứ nghĩ là cái cảm giác đó là mình cho qua đi đó, những cái cảm giác đó là mình cho qua một bên đi, là chắc là nhà mới vô nó ai mà cũng không lạnh lẽo đó, nghĩ như vậy đó. Ban ngày đi coi, ban đêm hai vợ chồng đều nằm mơ mọi người ơi, trùng hợp tới nỗi hai vợ chồng đều nằm mơ ha. Hiền người nói á là hồi tối hôm qua Hiền nằm mơ thấy người con gái mặc bộ đồ sơ mi, mặc cái rip của công sở, mặc cái áo sơ mi á các bạn, tự nhiên người con gái nha, rồi thấy cái phòng ở dưới bếp á là một cái phòng bệnh viện, bệnh viện lớn lắm, như cái phòng cấp cứu vậy đó mọi người, cái phòng cấp cứu và của bệnh viện lớn Chợ Rẫy 115 vậy đó, dài lắm đó. Ở trong là có máy thở, máy oxy và máy các loại máy móc của chữa trị luôn. Ủa sao tụi mình nhìn vô cái phòng nó lạnh ngắt, lạnh tanh luôn nha, lạnh nó bước vô lạnh. Thì thấy có người con gái, rồi có con bé nhân viên của Hiền nữa, mơ thấy con bé đó nữa, mà con bé là người mà lúc mà Hiền kêu qua coi nhà để Hiền dắt con bé đó đi, tại con bé đó là người đồng bào, Hiền muốn coi thử coi con bé đó nó có cảm giác gì ớn ớn hay, tại vì con bé đó người đồng bào nên nhiều khi những cái tâm linh nó cũng nhạy bén, cũng như dắt nó đi theo để cho mình coi là mình dựa vào nó mình đỡ mình an tâm hơn, nếu mà nó không có cái gì là không có gì. Nhưng mà con bé đó già cũng không nói gì hết đó, em cũng không biết nữa, vậy em không biết nói làm sao nữa. Nói chung là em thấy nó cũng không được bình thường vậy thôi, nó chỉ nói vậy thôi, tại vì em cũng thấy lạnh lạnh giống như chị thấy thôi, chị thấy sao em thấy như vậy, rồi cũng dẹp nhỏ qua một bên. Nhưng mà tối nằm mơ thấy nó vô giấc mơ mọi người, thấy nó trong giấc mơ luôn, mà nó đi ra nha, cái khoảng sâu thẳm nằm mơ qua hờ, thì nhìn trong xa xăm mọi người, nhìn trong xa xăm cái nhà nó ngay từ cái hướng bếp á, cái nhà càng nhìn càng xa, thì những bé mà lính của Hiền người đồng bào á, nó đi với một người con gái mặc đồ công sở một rít tí, từ cái khoảng xa xăm hư vô đi lên gần gần tiến gần về phía Hiền. Thì thấy bác sĩ nữa, trời ơi, sáng ngày đó nằm mơ vậy là hết nha, sáng ngày mai gặp ông xã thì nói nữa, tối qua cũng nằm mơ thấy đứa con gái luôn đó. Trời ơi, thì đang đứng mà lạnh hết người, thì phải bước vô phòng mình đóng cửa lại luôn, thì đang đứng ở phía ngoài phòng lạnh hết người, nó cái gì vậy, cái gì vậy chồng, chồng nằm mơ thấy vậy hả? Chồng cái chồng thì mới nói là nằm mơ thấy người con gái cũng ăn mặc lịch sự như là một người nhân viên công viên chức nhà nước vậy đó, nhưng mà nằm mơ không phải thấy bác sĩ mà là thấy thầy giáo, mà thầy giáo thì lại đi cầm ống chích các bạn. Trời ơi, thầy giáo đi cầm ống chích, quá là trùng hợp với Hiền. Hiền không thấy thầy giáo mà Hiền thấy bác sĩ, thấy phòng mổ, thấy nguyên một cái băng ca rất là dài, đầy đủ máy móc, trong đó có dao kéo mổ nữa. Còn ông xã Hiền thấy thầy giáo mà lại đang cầm ống chích chích vô tai của ông xã Hiền. Trời ơi, hai vợ chồng lạnh hết người luôn thôi, không nói, không còn nói gì nữa rồi, không dám thuê nữa, không dám thuê. Nhưng mà cái chìa khóa đó Hiền còn đang giữ, tại vì Hiền đã cọc rồi, Hiền đã cọc cho người ta rồi, 1 tháng 4 triệu rồi, dọn vô là đưa tiền thôi. Nói trời ơi, làm sao lấy lại 4 triệu đây, giờ cọc cho người ta rồi đâu lấy lại được. Hiền giữ chìa khóa, Hiền tức quá, Hiền nói bây giờ cúng kiến đi, cúng kiến lại hết đi, nhiều khi mình vô cục đất ông thổ địa, những người khúc mặt khúc mài ở xứ này thương mình thì sao. Cái mở cửa đi vô nữa nha, thì các bạn tin không, rõ ràng chuyến này chồng của Hiền á thấy một cái tờ giá bồ, Hiền thề luôn, khó sự thật, thấy một cái lá bồ dán ở trong cái phòng ở dưới nhà, cái phòng ở thông tới cái bếp á, là cái phòng mà chính Hiền nằm mơ, là Hiền thấy cái phòng đó là một cái phòng mổ băng ca bệnh viện đó các bạn, vô là thấy cái lá bùa,
dáng dài xuống vậy nè. Đó thì chồng Hiền là cũng không có biết bùa ngải gì đây, nhưng mà giống cái lá bùa trong phim vậy. Thấy dán xuống mà lúc đó là Hiền không có để ý nha, Hiền không có để ý. Ông xã của Hiền mới qua lấy cái, Hiền mới chạy về. Ông xã của Hiền mới kêu mẹ của ông xã hay là mẹ chồng của Hiền á đi qua coi nhà đó, với giống như là đi khoe là con thuê được cái nhà vậy 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 đó mẹ. Thì lúc đó Hiền về xưởng rồi, tại vì xưởng hiện tại đây là cũng làm đây, cái xưởng hiện tại cách đây coi nhà nó khoảng chừng 3-4 căn thôi, thì mới chạy về xưởng. Thì ở bên đó là chỉ còn chồng Hiền là mẹ chồng của Hiền thôi. Thì mà mọi người biết không, mẹ chồng Hiền cũng thấy luôn, giờ Hiền thì không thấy. Nhưng mà cái lúc mà nằm mơ xong với cái em mới kể lại giấc mơ cho mẹ, thì mẹ nói ừ mẹ cũng thấy một cái lá bùa đỏ. Cái Hiền mới nói ủa sao con không thấy ta, con đâu có thấy cái bùa gì đâu, con đâu thấy tờ giấy đỏ nào đâu. Cái mẹ Hiền như là chồng, mẹ chồng của Hiền này, chồng Hiền cãi là có một lá bùa dài luôn. Mà mẹ chồng của Hiền là thực dạng là người lớn tuổi là hay quên đó nha, mà còn nhớ là nó dài vậy nữa. Trời, Hiền tức quá. Hiền tức quá thì nói cái gì vậy, ai mà chơi bùa ngải gì đây vậy. Tức nhưng mà sợ mọi người ơi, sợ lắm. Cái Hiền mới dùng hết can đảm luôn, buổi sáng sớm Hiền đi với lại một đám công nhân luôn, ít nhất phải bốn đứa công nhân. Đi với là hai vợ chồng Hiền là 6 người đi vô đó, với lại một cái thằng cháu là thằng con Hiền, là 2 đứa nít. Thằng con của Hiền á thì 6 tuổi, còn cháu Hiền thì 3-4 tuổi thôi. Đi vô là cũng 8 người thì đi vô, không thấy lá bùa các bạn, không thấy lá bùa nha. Khoan, lúc đó chưa đâu, xin lỗi, nhớ lộn rồi. Trước khi đi vô là có lại nói với cái chị mà giới thiệu nhà đó đó, tại chị bán cà phê gần nhà. Chị ơi chị, gì con? Ừ, để nó đi con chút mẹ nói chuyện. Thì Hiền trước khi lại á, Hiền mới định xin cọc, nói chị ơi bây giờ nhà dán vậy vậy á, cho em xin lại phân nửa 2 triệu được không? Nhưng mà cái chị đó mới nói á, đâu có đâu, đâu có ai dán giấy gì đâu. Ngày xưa là con của chị ở đó làm gọi đầu á, nên mới dọn ra nè. Thì con bé con của chị á, mới giọng tiếng nói đang gọi đầu cho người ta, mới giọng nói đâu à. Đâu có đâu chị, ma cỏ gì đây, ngày xưa là em ở đó đó, em mới vừa về mẹ em ở thì nhà đó người ta cho thuê đó chị. Em ở đâu thấy gì đâu. Nhưng mà chị ơi, chồng em với lại mẹ chồng em nó có dán giấy, mà em nhớ là không có dán, mà tại sao lại có dán. Rồi cái chị đó mới đi với Hiền với lại 4 đứa nhân viên, lại 2 đứa con nít đó, coi như là 8-9-10 người đi lại đẳng đó coi thử. Trời ơi các bạn ơi, dán thì các bạn ơi, mà nó không có dán dọc, nó dán ngang, các bạn thấy không, nó dán ngang đó các bạn. Còn 4 chữ, 4 cái dấu tích luôn, keo á, nó dán, nó nằm ngang. Cái tờ giấy nằm ngang mà băng keo nó dọc các bạn ơi, 4 cái dấu cộng dọc xuống như nè, mà cái tờ giấy lại là nằm ngang. Mà làm gì làm tờ giấy nằm ngang thì tại sao cái dấu băng keo á lại là nằm hướng dọc? Nó còn băng keo giấy đó, băng keo hai mặt, có xin lỗi các bạn, keo hai mặt vẫn còn tờ giấy nha, mà là tờ giấy của cung hỷ mọi người, tờ giấy mà có lồng đèn, rồi pháo hoa, những cái điều tốt là lành may mắn không ạ. Cái chị giới thiệu còn nhà, chị mới nói à giấy này là giấy đỏ, ngày xưa là nhà người ta ở đây là người Tàu á các bạn, người Trung Quốc, người Hoa, người Tàu rồi đó, người ta đám cưới người ta dán á, cái này là cái giấy đỏ người ta đó, chứ đâu phải bùa ngải gì đâu em. Thì lại là có dán. Hiền tức lắm các bạn ơi, ác lắm. Cái lúc mà quay video để coi phòng, để sắp xếp á, để mình về mình mở lên coi thử coi là cái chỗ này để đâu á, thì Hiền trước khi Hiền vô Hiền thuê nhà, hay lấy điện thoại Hiền quay lại lắm. Hiền quay lại để Hiền định ninh trong đầu đồ đạc để như thế nào, nhưng mà không có quay cái cửa các bạn. Đáng lý là vô phòng phải trúng cái cửa trước, mà quay không thấy cái cửa. Bởi vậy Hiền nói là Hiền không biết được là nó có dán hay không đó. Nhưng mà ông xã với mẹ thì nói là rõ ràng là dán dài, thì tại sao khi mà quy một đám kéo vô lại thành giấy đỏ, giấy cung hỷ? Chồng Hiền mới nói tức quá, nếu mà là giấy này chồng Hiền đâu có sợ, rõ ràng là giấy ghi bùa ngải tùm lum tùm lá đó, ghi chữ quăng ra tùm lum hết, thì chồng Hiền mới sợ. Mẹ Hiền mới mẹ mẹ chồng Hiền mới rùng mình. Nhưng mà tại nhiên nếu mà cái tờ giấy đỏ, giấy cung hỷ này đâu có gì đâu mà sợ. Và lúc mà Hiền nhìn tờ giấy đó không có gì sợ đó, tại là những cái hình ảnh đẹp đẽ không, mà những hình ảnh may mắn tốt lành không à. Thì Hiền tin ông xã Hiền. Ông xã Hiền là cái người mà hay thấy mấy cái đó lắm, nhẹ dạ đó, nhẹ bóng dí á. Hiền ít thấy lắm nha, còn ông xã Hiền thấy hoài à.
thấy nhưng mà cảm nhận thôi, chứ không phải là thấy dần dần trước mắt xạo xạo, không có. Này là cảm nhận. Mà chồng của thì là người nhảy mấy cái đó lắm, nhảy mấy tâm linh lắm. Rồi cái hiền tin chồng hiền, tự nhiên hiền thì nói trong đầu á là mình thì không thấy, mà chồng mình lại thấy giấy bùa mà giờ thành giấy hỉ giấy đỏ là sao không biết. Thôi cái nhà này vợ sợ quá rồi, họ bỏ cọc đó, bỏ cọc luôn 4 triệu bạc, đau như bò đá. 4 triệu đối với hiền lớn lắm chứ các bạn. Rồi cái bỏ nhà đó nha mọi người, mọi người tin không, không ai thuê nữa hết. Tới giờ luôn, tới giờ vẫn bản vẫn để bản cho thuê nhà. Hôm bữa có một cái nhà đó thuê vô làm mai, đem mấy cái bàn máy mai vô, mọi người không nhầm như ở đem vô rồi tầng sau đem đi, thề luôn tầng sau dọn chỗ khác. Không biết họ thấy cái gì thì không biết, thầy không có nói bậy nó bừa được. Thấy máy mai để chậm, thấy có con nít luôn. Ừ, nhắc con nít mới nhớ, tại nhiều chuyện nó tới quá nên quên, nhắc nít mới nhớ mọi người. Thì cái quay lại cái lúc mà đi cả đám đi vô đó đó, thì Hiền có dắt con, Hiền là cháu Hiền theo. Thì con thì nó không chịu vô, nó cứ đòi về hoài, nói mẹ về đi mẹ. Còn thằng cháu là thằng nhỏ hơn, nó một hai nó nói là không vô, nó không vô, nó sợ, nó không vô. Trời, nó không có như là cái nhà này Hiền đang thuê nè. Lúc mà mới vô nhà này nha, anh nên làm ra là vô con nít á, nó cười giỡn sùm luôn. Rồi tới giờ phút này Hiền dựng hài đi cục đất này đó. Còn cái nhà bên kia dắt nít vô, trời ơi, nó không chịu, nó sợ, nó sợ. Thì mình đâu có nghĩ là có mấy cái đó đâu, nghĩ là thời buổi giờ dương khí rồi, đại âm khí rồi. Với lại đó giờ hai mấy năm sống trên đời không có gặp mấy cái đó, chỉ nghe kể thôi. Ai ngờ là chuyến này là mình là người nằm mơ luôn. Mà ban ngày là đi coi nhà, ban đêm nằm mơ đó. Nó ghê là ghê chỗ đó đó các bạn. Rồi cái bỏ cọc luôn, bỏ cọc không thuê ở nhà đó nữa rồi. Người ta vô thuê được tuần lễ, người ta dọn nhà đi luôn. Đó, thì nghĩ là nhà đó có vấn đề chắc chắn các bạn ơi, có vấn đề chắc rồi. Tới giờ nhà đó người ta chủ ta xuống, ta cho sơn lại cửa, làm lại cửa nè. Đó, nhưng mà nhìn nhà là gặp ngay ngã ba nữa. Cái nhà ngã ba là cái nhà âm khí nặng nữa. Mà làm ăn lại không để ý, tại vì Hiền tuổi trẻ mà mới ra đời làm ăn á, nên có đôi lúc là không có tin vào mấy cái đó lắm. Bây giờ tin đó là giờ sợ lắm rồi. Bây giờ mới tin là có thờ, có thiên, có kiên, có lành luôn đó. Bây giờ là Hiền hơn là Hiền không thuê ra nhà đó đó mọi người. Đó, ớn ngon da gà, bởi vậy mới đặt ấn xin la bùa là vậy đó. Thì có giáo la bùa ở chổng, với lại nằm mơ thấy tàn là cái gì được không, ổng chích táo quả ra. Với các bạn ơi, quay trở lại nè, các bạn niệm ra đây đó. Giờ Hiền với chồng Hiền mới niệm lại, tại sao người ta làm cửa phòng, người ta không làm cửa phòng mà ta làm cửa giống như phòng mặt vậy. Nhẫm mà con không có ôm sờm đó, tại sao người ta không làm cửa phòng như mọi nhà mà làm cái cửa vừa vô là cửa kiến đó, vừa vô là cái cửa kiến liền, rồi đi vô là từng phòng nhỏ 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 mà làm cửa như phòng mạch vậy đó. Rồi Hiền chắc chắn rồi, Hiền nghi lắm, là chắc chắn là ngày xưa chỗ này chắc là cái chỗ khám bệnh. Hiền nghi là như vậy đó các bạn ơi. Chỗ phải nói mà nó là Hiền nói không nói dốc, da gà nổi hết mọi người ơi. Cứ kể lại bây giờ còn cắt nhà thì còn mấy căn nè, đi qua đi lại không dám nhìn. Chứ dù tại vì bây giờ ta làm cửa nó cũng đẹp rồi, cửa người ta sơn màu trắng lại, ta làm cái cửa nhà giàu vậy đó các bạn, nên không thấy được bên trong. Mà ngày xưa là làm bằng cái cửa sắt á, kéo ra kéo vô là nhìn thẳng được bên trong luôn. Cái sâu thâm thẳm của cái nhà nó sợ lắm đó. Và ngày hôm nay là đó là hai câu chuyện mà Hiền gửi đến cho anh chị em mình, nó chân thật một cách gọi là Hiền không có thích kể những cái chuyện bịa. Hiền là Hiền không có thích kể mấy cái chuyện không có, Hiền chỉ muốn chia sẻ những cái chuyện nào mà có đến cho các bạn. Nên những bạn nào mà có những cái câu chuyện hay có thật thì cứ gửi về cho Hiền, muốn thông qua Hiền kể thì cứ gửi về cho Hiền. Thì đây là tập đầu tiên thôi, Hiền chỉ muốn lên chia sẻ thôi. Và Hiền mong là Hiền được kết bạn với rất là nhiều bạn bè ở trên YouTube này. Và có chuyện gì cứ gửi về cho Hiền nếu như muốn Hiền kể lại nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, Hiền bye bye các bạn nha. Nãy giờ nói chuyện khách khứa nhắn nhiều quá nên Hiền sorry và dừng tại đây nha các bạn. Cũng còn nhúc nhắc một ít câu chuyện thôi, một ít thôi nha, nhưng mà phớt phớt qua cảm nhận cảm giác của Hiền thôi, thì Hiền sẽ gửi gắm lại các bạn trong tập 2 nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.